Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Hợp vía thần tài, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, đúng tháng 10 âm lịch 2024, số mệnh giàu sang, may mắn gấp bội, làm đâu trúng đó, cứ ung dung hưởng hết lộc trời cho, giàu dược mặt cả đại gia. Minh Đường Tử Vi hoan hỷ gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới về tử vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980, mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà Thanh Đế, cô quạnh, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Do mang đặc tính của mệnh mộc nên những người tuổi Canh Thân thường sống rất giản dị, hiền lành và có lòng thương người rất lớn. Đa phần những người tuổi Canh Thân đều khá thông minh, nhanh nhẹn, thành thạo nhiều thứ. Họ là người mạnh mẽ, quyết đoán, khó ai có thể đánh gục. Mặt trái của điều này đó là có khi họ là con người khô cứng, lạnh lùng, khó tiếp cận. Họ cũng ít nhạy bén trước những biến động, tư tưởng cũng ít khi thay đổi. Trong giao tiếp, những người thạch lựu mộc sinh năm 1980 có khả năng nắm bắt tâm lý rất tốt, nhạy bén. Họ làm cho người đối diện thấy được sự cởi mở và chân thành khi giao tiếp với đối phương. Trong công việc, thách thức là động lực để những người sinh năm 1980 lộ diện tài trí, sức mạnh, sự mạnh mẽ, quả cảm. Sau khi vượt qua gian khổ, họ mới có được thành công hơn người. Tuy nhiên họ hay làm việc theo tùy hứng, khó tránh khỏi sự thiếu tập trung, đôi khi nó kéo theo sự thiếu cẩn trọng, ảnh hưởng không tốt tới công việc. Nhưng nếu biết khơi gợi sự hứng thú đúng lúc, kết hợp với tinh thần không ngại khó khăn, thử thách, thì đây lại là một ưu điểm lớn của người tuổi Canh Thân. Nam giới tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nổi bật với sự thông minh, đa tài và thân thiện của mình. Họ có thể làm cùng lúc nhiều ngành, nhiều nghề mà vẫn đạt được kết quả tốt, có thu nhập tốt cho bản thân mình. Về gia đình, họ là một người dĩ hòa vi quý, luôn thân thiện và hòa hợp, tính tình điềm đạm, nói lời dễ nghe, lời nói có trọng lượng với đám đông. Nữ tuổi Canh Thân có một đặc điểm là tính cách thân thiện, luôn lạc quan và ngập tràn năng lượng. Họ truyền sự tích cực đó cho mọi người xung quanh. Vì vậy mỗi khi có ai gần nữ giới sinh năm 1980 đều cảm thấy rất thoải mái. Một người biết hy sinh, nhường nhịn và lắng nghe người khác, đôi lúc góp phần hơi trầm lắng, vì nữ mạng tới Canh Thân có một tâm hồn sâu sắc và kín đáo. Hãy cùng nhìn lại quãng đường mà Canh Thân đã trải qua. Cuộc đời tuổi Canh Thân sinh năm 1980 là một hành trình đầy màu sắc và đa dạng, nơi mà những đam mê, khát vọng và những thử thách đã đi kèm trong hành trình của họ. Với tính cách độc lập, quyết đoán và sáng tạo, tuổi Canh Thân đã định hình một cuộc sống đặc biệt, đậm chất cá nhân và đầy ấn tượng. Từ nhỏ, tuổi Canh Thân đã thể hiện khả năng lãnh đạo và sự thông minh xuất chúng. Họ luôn tự tin và quyết tâm đứng lên, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Họ không ngại đối mặt với thử thách, họ luôn cố gắng hết mình, tìm kiếm cách giải quyết vấn đề và đạt được những kết quả đáng kể. Ngoài ra, tính cách Canh Thân còn thể hiện sự đam mê và khát vọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Họ là những người đem nhiệt huyết luôn theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình. Từ công việc, học tập cho đến sự nghiệp và gia đình, tuổi Canh Thân luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và đạt được những thành công trong lĩnh vực mà họ đam mê. Cuộc đời tuổi Canh Thân cũng không thiếu những thử thách và thăng trầm. Họ phải đối mặt với những khó khăn, stress và áp lực từ môi trường, xã hội và cuộc sống. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, sáng tạo và kiên trì, tuổi Canh Thân luôn tìm kiếm cách vượt qua và hoàn thiện bản thân mình, trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Cuộc đời tuổi Canh Thân là một hành trình đầy màu sắc, nơi họ trải qua nhiều trải nghiệm, học hỏi từ những thử thách, đạt được nhiều thành công và xây dựng một cuộc sống đáng tự hào. Họ là những người đam mê, quyết đoán, không ngừng tiến lên phía trước để tự tay khắc dấu những dấu ấn riêng cho cuộc đời của mình với tinh thần phiêu lưu, sự sáng tạo và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Tuổi Canh Thân không ngừng vươn lên, đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp, học tập, trong cuộc sống cá nhân. Ngoài tính cách quyết đoán và năng động, tuổi Canh Thân cũng mang trong mình tình cảm, đồng cảm và lòng nhân ái. Họ luôn quan tâm tới những người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, tuổi Canh Thân cũng là những người có tầm nhìn xa, luôn đặt mục tiêu lớn và có thể dẫn dắt những người xung quanh theo hướng tích cực và đúng đắn hơn. Cuộc đời tuổi Canh Thân cũng không thể tránh khỏi những thử thách và rắc rối. Họ có thể đối mặt với những khó khăn trong công việc, gia đình hay mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, với tính cách quyết đoán và đam mê, tuổi Canh Thân luôn tìm cách vượt qua những khó khăn và trở nên vững vàng hơn. Có thể thấy, cuộc đời Canh Thân là một chặng đường đầy sự nhiệt huyết, đam mê, sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Họ đem lại sự đổi mới và sáng tạo trong mọi lĩnh vực mà họ tham gia, góp phần xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa và thành công. Hành trình cuộc đời của Canh Thân là một chặng đường đầy màu sắc, nơi họ vươn lên, vượt qua thử thách và đạt được những giấc mơ trong trái tim mình. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, đế vượng xuất hiện là điềm báo tử vi vô cùng tốt lành cho bản mệnh. Trong tháng mới nhiều dấu hiệu tích cực xuất hiện. Tuổi Canh Thân làm gì cũng dễ đạt được thành tích dễ dàng, sự nghiệp vô cùng lý tưởng. Những kế hoạch được xây dựng từ tháng trước sẽ bắt đầu có những kết quả đáng kể. Con giáp này cũng luôn giữ được tỉnh táo và sẵn sàng đối mặt với những rắc rối xảy đến. Vì thế, bạn luôn tạo được lòng tin trong mắt mọi người một cách tuyệt đối. Tháng 10 âm lịch này, bản mệnh có thể sẽ được đề bạt, tôn vinh như mong đợi từ lâu. Con giáp này cũng đang có lộc làm ăn, tài vận dồi dào và tiết kiệm được nhiều tiền của. Con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở. Các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể, không quá phụ thuộc vào thu nhập chính. Nếu bạn đang có dự định đầu tư, mở rộng kinh doanh, thì đây là thời điểm thích hợp với bản mệnh. Về phương diện tình cảm, mọi thứ đều đang diễn ra hết sức hài hòa, hạnh phúc đong đầy. Người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị, có thể gặp được ý trung nhân mà mình tìm kiếm từ lâu. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp thì dẫn dạt vào gắn kết. Tình hình sức khỏe tuổi Canh Thân trong tháng Tân Mùi này duy trì ở mức ổn định. Các tình trạng khó chịu trước đó đa phần đều đã giảm đáng kể. Người mắc bệnh cũng có khả năng phục hồi nhanh chóng. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao để nâng cao sức đề kháng. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch. Theo tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, đây là một tháng sự nghiệp của tuổi Canh Thân đánh dấu nhiều bước phát triển mới. Bản mệnh làm gì cũng dễ đạt được thành tích dễ dàng. Nhờ nguyệt lệnh lâm đế dượng mang tới điềm báo về sự thịnh vượng cho quan lộ, công danh sự nghiệp. Sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của bản mệnh trong suốt thời gian dài vừa qua đã được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể tự hào vì điều đó. Bản thân con giáp này thông minh tháo giác, học một biết mười, nhanh chóng nắm bắt và làm chủ tình huống. Bởi thế cho nên không gì có thể gây khó dễ cho bạn. Những kế hoạch được xây dựng từ tháng trước sẽ bắt đầu có những kết quả đáng kể. Dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần bạn hạ quyết tâm và theo đuổi tới cùng, sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Đã đến lúc bạn cần chứng minh năng lực của bản thân mình với cấp trên và mọi người xung quanh. Hơn nữa,
Khi bạn đối mặt với một số trở ngại cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ và gợi ý cho hướng đi đúng đắn. Những ai thực sự có chí tiến thủ và tầm nhìn xa trông rộng sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội, biến ước mơ trở thành hiện thực, tiến băng băng trong sự ngưỡng mộ của bao người. Bên cạnh đế dượng, bản mệnh lại được thiên vũ các tinh hết lòng tá, sức mạnh tăng lên gấp bội. Hai các tinh như hai trợ thủ đắc lực, giúp tuổi Canh Thân thêm bay cao, bay xa trong sự nghiệp. Con giáp này cũng luôn giữ được tỉnh táo và sẵn sàng đối mặt với những rắc rối xảy đến. Vì thế, bạn luôn tạo được lòng tin trong mắt mọi người một cách tuyệt đối. Tháng này, bạn có thể sẽ được đề bạt, tôn vinh như mong đợi từ lâu. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng phương diện tài lộc của con giáp này cũng đang có lộc làm ăn, tài vận dồi dào và tiết kiệm được nhiều tiền của. Nhờ có được nguyệt lệnh chống lưng nên con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở, các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể, không quá phụ thuộc vào thu nhập chính. Nếu bạn đang có dự định đầu tư, mở rộng kinh doanh thì đây là thời điểm thích hợp với bản mệnh. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh để tiền bạc trong túi tiếp tục sinh sôi nảy nở. Điều đó chứng tỏ sự điều chỉnh, chuyển hướng kinh doanh cũng như các chiến lược quảng cáo của bạn đang đi đúng hướng. Hãy kiên trì theo đuổi, giữ vững niềm tin, con đường làm giàu càng thêm thuận lợi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kiếp tài cũng nhắc nhở bản mệnh đừng nên mạo hiểm, cần phải dựa trên điều kiện thực tế, nếu không muốn tiền mất tật mang nhé. Ngoài ra bạn cũng phải luôn ghi nhớ, chọn bạn mà chơi, chọn lựa đối tác làm ăn kỹ càng, đề phòng bắt tay nhầm với những kẻ lừa lọc thiếu uy tín. Các khoản chi phí phát sinh trong tháng cũng khá nhiều, nhất là về cuối tháng, hãy lên kế hoạch, càng cụ thể chi tiết cho chi tiêu tài chính càng tốt. Nó giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí thời gian mà lại không phải quay cuồng nghĩ ngợi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch về chuyện tình cảm, mọi thứ đều đang diễn ra hết sức hài hòa, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Canh Thân. Bách diệt đào hoa trợ mệnh, nên đào hoa cực dưỡng, người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị, có thể gặp được ý trung nhân mà mình tìm kiếm từ lâu. Dường như những phân vân, lưỡng lự trước đó đã hoàn toàn tan biến và bản mệnh nhận ra được trái tim của mình thực sự hướng về ai. Trong khi đó những người đã có đôi có cặp thì dẫn dạt vào gắn kết. Người ấy luôn yêu và hiểu bạn, nên bạn lúc nào cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc vô bờ bến. Gia đình tuổi Canh Thân hài hòa, hạnh phúc, mâu thuẫn không còn nữa, khoảng cách thế hệ cũng không gây ra xung đột nào quá lớn sau những sóng gió xảy ra trước đó. Thì con giáp này đã biết quý trọng những gì mình đang có, bản mệnh hiểu được rằng người thân là những người duy nhất ở lại bên mình khi có bão tố ập tới. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch. Căn cứ tử vi cho thấy tình hình sức khỏe của tuổi Canh Thân đang duy trì ở mức ổn định. Các tình trạng khó chịu trước đó đa phần đều đã giảm đáng kể. Người mắc bệnh cũng có khả năng phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do thời gian làm việc quá dài. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng phải sinh hoạt khoa học hơn. Sau đây là phần cẩm nang dưỡng dẫn cho con giáp tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết tháng 10 âm lịch này, nếu bản mệnh hạ quyết tâm và theo đuổi mọi mục tiêu tới cùng thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp vượt ngoài sự mong đợi. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thìn và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu nâu. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuần này là một tuần khá bình yên đối với người tuổi Canh Thân trên phương diện sự nghiệp. Bạn tìm được cơ hội khẳng định bản thân, nên được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là bạn không nên quá kiêu ngạo vì những gì mình vừa gặt hái được. Phương diện tài chính khá rực rỡ,
Vào thời điểm cuối tuần có lẽ là những thành tích bạn gặt hái được đã giúp bạn nhận được một khoản tiền thưởng nóng kha khá. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nào đó để khích lệ tinh thần. Trong chuyện tình cảm, sao bách diệt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Tuy nhiên, không phải ai nói lời bùi tai cũng đáng tin cậy, bạn cần cân nhắc kỹ hơn trước khi đến với một người nào đó. Với người đã có đôi có cặp, nếu đôi bên có mâu thuẫn, quan điểm gì với nhau thì nên bình tĩnh trao đổi. Chớ nên chuyện bé xé ra to, khiến bầu khí trong gia đình căng thẳng, thậm chí có thể khiến đôi bên tổn thương. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, tuổi Canh Thân có một tuần khá sáng lạng, nhờ có thiên đức cát tinh phù trợ, nên con đường công danh, sự nghiệp của con giáp này đi lên trông thấy hơn cả mong đợi, và đường tiền bạc cũng phát đạt không kém. Những người làm kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần, vì chỉ cần bạn có thái độ tốt, khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bạn. Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía, khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải thưởng tháng. Tử vi nhắc nhở bản mệnh, khi đi xe đạp hoặc lái ô tô trong tháng này, bạn nên cố gắng tránh lái xe trong những con hẻm ngoằn ngoèo. Nhớ giảm tốc độ và không đi quá nhanh, nếu không sẽ dễ gặp tai nạn và mất tiền. Tuy nhiên, may mắn cho Canh Thân là tiền đi rồi sẽ về, bạn chớ lo nghĩ nhiều. Bạn giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan, giỏi xoay việc nên mọi đồng tiền bạn bỏ ra vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Cuối tuần là thời điểm mà đường tình cảm của con giáp này dưỡng nhất, nhờ tam hội cục nâng đỡ. Trong khoảng thời gian này, xung quanh bạn sẽ có rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Họ có thể là người thân, bạn bè hoặc đối tác trong công việc. Họ sẽ tìm đến bạn để được giúp đỡ và hy vọng rằng bạn sẽ giúp họ. Hãy chân thành và là một người cao thượng đối với người khác. Những nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ vô ích. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tử vi các tinh giúp tuổi Canh Thân phấn khởi và may mắn hơn hẳn trong tuần mới. Bản mệnh có thể làm được nhiều việc nằm ngoài dự đoán của bản thân trước đó. Tuần này đối với bạn mà nói thực sự rất thú vị. Canh Thân có thể phải đối mặt với việc lựa chọn nhiều dự án khác nhau, thậm chí là vấn đề thuyên chuyển thăng chức. Nhưng xin đừng lo lắng, hãy cứ làm theo cảm xúc của mình, bởi vì theo vận may của tháng này, miễn là Canh Thân sẵn sàng làm việc chăm chỉ và dũng cảm chấp nhận rủi ro, mọi nỗ lực khó khăn của bạn cuối cùng sẽ đơm hoa kết trái. Ngày thứ năm là ngày dưỡng tài nhất của tuổi Canh Thân, nhờ có tam hợp cục chỉ đường. Nếu muốn mua nhà, mua xe hoặc đầu tư thì bạn nên chọn ngày đẹp này, đừng nghe những thông tin không rõ ràng. Miễn là bạn dám bớt lòng tham thì có thể tránh được việc mất tiền. Càng về cuối tuần thì con giáp này càng phải tiêu nhiều tiền, nhưng may mắn là bạn vẫn kiếm đủ tiền để phục vụ cuộc sống cá nhân. Về chuyện tình cảm, với các thành viên trong gia đình hoặc người yêu nếu xảy ra mâu thuẫn, bạn có thể tận dụng tuần này để thể hiện thiện chí, làm lành với đối phương. Với những người còn cô đơn, sẽ có cơ hội gặp được người mình thích, gần gũi và hiểu nhau hơn, có sự phát triển tốt đẹp trong tương lai. Tử vi tuần 4 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Canh Thân gặp sự xuất hiện của Thái Dương Thiên Diệu, nên gặp nhiều thay đổi mới mẻ và đối diện với nhiều vấn đề thú vị. Trong thời gian này, tâm trạng của bạn luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh. Với sự may mắn trong sự nghiệp, nam mệnh tuổi Canh Thân dễ có cơ hội được quý nhân để ý và bứt phá bất ngờ trong lĩnh vực những dự án mình đang đảm nhận. Bạn siêng năng, ham học hỏi để tích lũy thêm kiến thức, trí tuệ và biến nó thành sự giàu có. Người tuổi này chưa bao giờ có ý định đầu hàng trước đối thủ. Tính hiếu thắng của tuổi Canh Thân khá cao, bản mệnh là người thông minh, lanh lợi và có tài ngoại giao, vui tính, nên được thần tài để ý, lộc lá thường đến tay bạn vào những lúc không ngờ tới nhất. Sự nỗ lực sẽ có kết quả nhưng sẽ khó giành chiến thắng nếu bạn hành động quá chậm. Hãy tận dụng sức mạnh của người khác và bổ sung cho điểm yếu của bản thân, sẽ khiến Canh Thân kiếm được khoản tiền to. Chuyện tình cảm, người độc thân sẽ có hôn nhân tốt đẹp, nam mệnh nên năng nổ, nữ mệnh nên dễ tính, không thì dễ bỏ lỡ cơ hội tìm người yêu. Trong tuần này, kén cá chọn canh chỉ khiến bạn thêm lận đận mà thôi. Chỉ cần sống đúng tâm mình,
kết bạn với những người có tâm hồn đồng điệu và bớt tính toán với người thân thì canh thân sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là các vật phẩm phong thủy mà bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Gậy như ý. Với người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, vật phẩm phong thủy gậy như ý mang ý nghĩa đặc biệt về quyền lãnh đạo, tạo ảnh hưởng và thăng tiến trong cuộc sống. Đặt người có quyền trong nhà hoặc trong môi trường làm việc được coi là cách tăng cường năng lượng liên quan đến lãnh đạo và quản lý. Nếu bạn đang đảm nhận các vị trí quản lý hoặc giám sát công việc, quyền trượng sẽ giúp củng cố vai trò và quyền hạn của bạn. Nó tượng trưng cho sự quyết định mạnh mẽ và khả năng gây ảnh hưởng tích cực đối với những người xung quanh. Sự hiện diện của gậy có thể làm cho ý kiến và quyết định của bạn được tôn trọng và thực hiện theo với ý nghĩa là công cụ phong thủy tốt nhất cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Quyền trượng không chỉ mang lại sự uy tín mà còn tạo ra một môi trường tương thích cho sự phát triển và thăng tiến. Khi bạn đặt quyền trượng trong không gian của mình, bạn đang tạo ra một dòng năng lượng tích cực giúp bạn tận dụng tối đa khả năng lãnh đạo và quản lý của mình. Thuyền buồm. Thuyền buồm có thể biểu thị việc khám phá những cơ hội mới, bước chân vào những thử thách mà cuộc đời đặt ra. Hình ảnh thuyền buồm cùng với chèo thuyền trên biển mênh mông thể hiện sự mạo hiểm và quyết tâm vượt qua sóng gió để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, thuyền buồm cũng nhắc nhở về việc cần có sự cân nhắc và chiến lược trong mọi quyết định. Việc theo dõi hướng gió và điều chỉnh độ dốc thích hợp sẽ giúp đạt được hành trình thành công một cách hiệu quả. Vật phẩm phong thủy thuyền buồm mang đến cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 ý nghĩa về cuộc hành trình đầy mạo hiểm và khám phá, sự dũng cảm, quyết tâm và khả năng thích nghi trong môi trường thay đổi là những phẩm chất quan trọng giúp họ đối mặt với cuộc sống và đạt được thành công. Phật bản mệnh Đại Nhật Như Lai. Với người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho tinh thần của Đức Phật, chiếu sáng vào lòng chúng sanh, đưa đến giác ngộ và ánh sáng cho cuộc sống. Đại Nhật Như Lai thể hiện tâm hồn thanh khiết và lòng từ bi, khuyến khích người tuổi Canh Thân phát triển lòng nhân ái và thái độ tốt lành trong tất cả các hoạt động. Hình ảnh của Đại Nhật Như Lai còn đại diện cho sự hiểu biết về thế giới, đời sống, khám phá bản chất sự thật tồn tại và tìm kiếm hướng đi chính xác. Với ý nghĩa cao quý này, Phật bản mệnh Đại Nhật Như Lai phò trợ người tuổi Canh Thân trong việc thực hành thiền định, rèn luyện tâm hồn và trả lại sự an lạc. Qua hình tượng của Đại Nhật Như Lai, bạn có thể tìm thấy nguồn cảm hứng và sự động viên để áp dụng lòng từ bi và thức tỉnh trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Với tuổi Canh Thân, cây tài lộc có thể thu lại những cơ hội mới, thuận lợi và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Hình ảnh cây xanh mọc mạnh mẽ, sức sống, thể hiện khả năng phát triển vượt bậc và tạo nên môi trường thịnh vượng. Cây tài lộc cũng có khả năng hút tài lộc và may mắn vào nhà hay nơi làm việc của người tuổi Canh Thân. Hình ảnh cây xanh và quả trái là biểu tượng của sự sinh khí đầy đủ và thịnh vượng, giúp tạo ra một môi trường tích cực và giàu có. Quý khán giả thân mến, nguyên nhân của đau khổ phát sinh từ ác nghiệp, vì chúng ta đã tạo vô số nghiệp xấu trong quá khứ, nên nhân xấu sẽ tạo thành ác quả. Đó là lý do chúng ta sẽ cảm thấy nhiều đau đớn trong thời gian. Tất cả những nghiệp ác đã tạo trong quá khứ đều do tham sân si tạo ra. Hết thảy đều bắt nguồn từ ba nghiệp thân khẩu ý, cho nên chữ thứ hai trong bốn chữ Đức Phật tặng bạn cũng chính là lời mà Đức Phật dặn các đệ tử phải ghi nhớ trước khi niết bàn, đồng thời cũng là phương pháp có thể giải trừ mọi khổ đau trên thế gian, chính là chữ giới. Quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.